Rồi, Thọ nó đi sang đập thờ cái đàn Yamaha X70 gửi về cho bạn Thọ Đồng Tháp ha. Và luôn tiện thì cài đặt luôn Sunderland 21 cho bạn Thọ ha. Anh cần mốt cực kỳ hay mọi người. Ai ở gần nhà bạn Thọ thì ghé qua để test thử Sunderland của sang hay như thế này nha mọi người nha. Rồi, và bữa giờ sang lý do sang không có đập thờ tại vì không có thời gian mọi người. Tại vì hàng về nhiều cái khách lại mua hết nhiều không còn không có kịp mà quay á. Thì hôm nay giãn thời gian ra thì sang sẽ quay đập hộp cho người cùng coi nhé. Và đây là cây bể 20 và lát nữa sang sẽ test Sunderland 21 cho người nghe coi hay như thế nào nhé. Rồi mở ra luôn, mở đã, mở 100% nha. Rồi ai ở Đồng Tháp cần nhà bạn Thọ ghé bạn Thọ chơi để test thử Sunderland 21 cho mọi người nha. Coi cái đàn mới luôn chưa. Rồi và ai mua Sunderland và đàn cái giá là 31 triệu ha, gồm Sunderland và đàn phụ kiện tính riêng nha mọi người. Rồi, giờ giá bảo hành chúng ta là 01811, bảo hành 2 năm Yamaha toàn quốc. Rồi đây là tem của Bộ Công an. Bây giờ Sang sẽ lấy ra, lấy cái này. Trong phần đàn sẽ có cái gọi là adapter. Rồi adapter. Và đây là cái catalog tiếng Việt và tiếng Anh đầy đủ nha. Rồi. Cho lên đây đi. Quá đã luôn. Ây da, ây da, đã quá rồi mọi người. Bữa giờ có thời gian đập hộp luôn. Nay chắc quay video đập hộp đầu tiên mọi người. Đại hàng về bán không kịp. Rồi, quá đẹp luôn. Bây giờ sẽ là phần tiết mục cài đặt Sunderland V21 nha. Và Việt Sang vừa cài đặt xong Sunderland V21 cho cái đàn Yamaha SX720 cho bạn Thọ ha. Và cài luôn cái bên 4 chiều nha mọi người. Đó qua đã ha. Thì các bạn muốn chiều này mua riêng nha. Bạn mua riêng nha chứ không có nằm trong cái combo của Việt Sang. Tép tiếng nha. Quá ok. Anh Thành rất là chất ha. Rồi bây giờ sẽ test một bài style độc quyền của Việt Sang, đó là style vọng cổ. Bài sân ga chỉ có một người ha. Thì lúc đầu nó sẽ có bài giọng Kim Lan. Việt Sang sẽ cho nó intro trước nha. Khi xong bài thì mọi người chuẩn bị vô câu 1 ha, người ta sẽ hát rồi hát rồi vô câu 1 đệm hợp âm cái là tự nhiên chạy vô câu 1. Quá ok luôn ha. Rồi thì hết câu 1 chúng ta chuyển qua câu 2, câu 3 thì sẽ sắp xếp rất là ổn ha. Thì cứ qua câu 2 chuyển qua câu 2. Rồi ở đây nó có những cái câu rao mọi người ha. Thì ở đây sẽ tức nghĩa là một giai điệu, toàn bộ cho một cái điệu để chúng ta chơi luôn ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ Sang phải gói đàn lại và gửi đi Đồng Tháp cho anh Thọ ha. Cảm ơn bạn Thọ rất nhiều.